You wanna sing? Hát chứ không? No, không muốn hát hả? Muốn hát một ABC không? No. Oh. Đó, có livestream rồi kìa. Sweetie có thích tóc của ba không? Thích không? Hả? Tóc ba đẹp gì mà không thích hả? Tóc ba gì mà con không thích hả? Phải không? Con có muốn ba làm tóc của con như gì không? Không. Không, sao vậy? Đẹp mà. Ôi trời, sao ba thấy ba đẹp dữ trời? Ôi trời, hello, hello Lâm Phạm. Hello Sevilla Đỗ. Trời ơi, đây là tập 4 nha mọi người. Hôm nay có Sweetie. Mà hôm nay ba hỏi Sweetie coi là tóc của ba gì đẹp không, mà Sweetie nó không thích, nó không thích tóc này đó mọi người. Tóc này là Covid-19 nhốt ở nhà lâu quá, tóc tôi nó dài ra như vậy nè. Mà tôi đi mua thử cái đầu này để tôi đậu lên coi nó có đẹp không. Nếu mà đẹp thì tôi tiến hành biến đầu tóc tôi trở thành tóc này, tại vì nó giống như là Mỹ trắng đó. Nhìn mặt nó đen đen nhưng mà nhìn nó ra Mỹ trắng. Đó, chứ nếu mà là Sweetie, do I look like white boy? No. No? Chứ nhìn ba giống ai? You don't even look like a boy. What? I do look like a white boy. Oh my god, trời, tóc người ta mô được thất kinh, tóc người ta tóc modern gì mà Sweetie nói là không đẹp. Trời ơi, hello cả nhà, sao rồi? Cái vụ án tất cả mọi người bị nhốt ở nhà sao rồi? Ở bên tôi chán quá, ông thống đốc nói là tới cuối tháng này thì bắt đầu mới có dịp là thả ra, không có nhốt nữa, nhưng mà chia ra từng khu. Thì tôi cũng may mắn là ở Chicago tôi thì tôi được là cái khu thứ nhất, thì cái khu này cũng chưa có tìm họ tò mò kỹ lưỡng nữa là cái khu gì, nhưng mà đại loại là nếu mà muốn mở tiệm nail lại á là cũng phải làm theo đúng nhiều thủ tục của chính phủ nó mà đề ra dữ lắm, cho nên là cũng hơi lo. Suý thì có muốn ăn xoài lát không? Đâu. Không muốn ăn xoài lát hả? Muốn uống nước không? Không. Ok, không, không mình thôi, ngồi yên đó, đi cho ba lái chín rồi. Ôi, thèm mì tôm. Cái đầu tóc là giống như thèm mì tôm thì đúng luôn á. Đúng như là thèm mì tôm đó. Tôi nói trò làm cái cuộc đời làm nail đó mọi người, ngồi yên đây. Cuộc đời làm nail của tôi đó mọi người, tôi thấy là hễ mà làm nail lúc nào mình cũng lo lắng hết trơn đó mọi người. Tôi nói là lo lắng tùm lum, bây giờ tới cái thời kỳ con virus 19 này mình cũng lo lắng nữa. Coi như là lúc mà bị nhốt nhà đó là chúng ta gồm có là SBA nè, rồi chúng ta gồm có PPP là hai chương trình cho chủ tiệm nè, rồi mình được chính phủ cho 1,200 tiền thuế, rồi cộng thêm 600 đồng tiền thuế dựa vào tiền thất nghiệp nè, rồi mình có thể xin tiền thất nghiệp nè. Rồi bây giờ là tiểu bang Illinois là đang có chương trình xin tiền thất nghiệp cho những người làm 1099 luôn rồi. Thì tất cả bao nhiêu cái apply đó và bao nhiêu tiền đó, trời ơi, có nhiều quá. Thì thấy công nhận mình có mấy số tiền để mình xài nó cũng sướng thiệt. Nhưng dẫu sao thì mình cũng muốn được thả ra để được đi làm, đúng không? Mà nếu mà còn tiếp tục nhốt nữa đó. Ủa, con gái giống mẹ hả? Do you look like mom? Mama? Or do you look like me? Tại ai nó? No, con nhìn giống ba mà, phải không? Chứ con giống ai? Con giống ba? Con giống mẹ hả? No way. Con giống ba. Coi nè, coi cho nó video này, con nhìn y chang như ba, thấy chưa? Giống không? Tại ba Mỹ trắng nên ba đầu tóc vàng vậy thôi. Đó. No, you're the cousin mom and I'm not. No, you're not. Okay, sure. Rồi. Đó, thì bây giờ có bao nhiêu cái chương trình đó mà nếu mà mình có tiền á mình bị nhốt nhà cũng được, đúng không? Nếu mà bây giờ mà chúng ta vẫn tiếp tục nhốt nhà đó quý vị, thì chắc ta là mình phải yêu cầu chính phủ phải cho một cái gói hỗ trợ hay là cho thêm tiền đi. Thử cho tôi tiền là nhốt tôi nhiêu cũng được hết trơn á, mà phải cho nó thiệt là sang, cho nó bảo tay. People watching you. Be cute. Be cute. Đúng không mọi người? Chứ nếu mà bây giờ nhốt nhà mà không cho tiền sao được. Tôi nghe nói là ông Trump sắp sửa là cho 2,000 cho mỗi người đó quý vị. Nếu mà mình 2,000 đồng một người, rồi ăn được tiền thất nghiệp rồi này nọ nữa. Bây giờ là cái cơn mà mình lo cái con virus 19 đó, nó qua rồi quý vị ơi. Bây giờ mình lo là lo cái sắp sửa tới đây nè. Thì cái sắp sửa tới này là tôi thấy rất là nhiều người nào là mua mấy cái bảng để mà chống virus, rồi bảng làm chân, bảng làm tay, rồi đội đầu, rồi mặt nạ, rồi mua thuốc xịt giết vi khuẩn tùm lum tùm la. Tôi thấy tôi cũng xôn xao, tôi thấy tôi cũng rất là ủng hộ cả nhà. Mà bây giờ một cái mà tôi thấy rất là lo nữa là bây giờ thợ nail không chịu đi làm.
Tôi nói trời ơi, thợ nail, từ khi cái lúc mà thợ nail tôi tháo cái đầu ra tôi bực bội đây nè. Từ khi mà cái lúc con muốn đổi không? Bà chào con. Muốn no. Try? Con muốn đổi thử không? Đổi no. Thử coi, you wanna try how it look? No. Nè, coi thử coi. Đó. I can't see. Dạ, nhìn cũng được đó. I can't see. Mà mọi người thấy bây giờ cái tình trạng mà tôi thấy lo nhất hiện tại bây giờ là mở tiệm ra không ai chịu đi làm. Mà tôi nói thật, cái cuộc đời làm nail của mình á mọi người, sao mà mình lo đủ thứ hết trơn á mọi người hả? Đó, cái đầu tôi, đầu thật tôi cũng dài vậy nè. Để tôi nói bữa nào tôi lấy cái kéo tôi xởn cái này mới được. Mà cái tiệm tóc đó cũng chưa có mở cửa, nên chưa có đi xởn được cái đầu tóc. Cái đầu thiệt nó ra vậy đó. Vậy là mai hè. Thích tóc ba không? Thích không? You look like Korean. Oh, thank you. Nhỏ này biết nói chuyện dễ sợ luôn đó. Tôi giống như đại Hàn không biết bà con. Trời ơi, nhìn tôi giống như tài tử Hàn Quốc. Nó coi phim Hàn Quốc với má đó hàng đêm, bỏ cho nó nhận dạng ra liền, dễ sợ chưa? Là nó nhìn tôi là giống vậy dân. Dân tài tử điện ảnh của Nam Hàn chứ không phải là Bắc Hàn đâu nghe. Rồi bây giờ bà con nghĩ cái bây giờ mình mở tiệm nail ra mà giờ thợ nail không chịu đi làm rồi giờ làm sao? Xúm nhau đi ăn tiền thất nghiệp hết trơn. Tại sao ăn tiền thất nghiệp nó ngon quá mà. Vừa ăn được tiền thất nghiệp, rồi còn vừa, còn mấy thung nè, muốn cột không? Vừa ăn tiền thất nghiệp mà đã vậy còn tiền của ông chính phủ, của ông châm cho tùm lum tà la vậy thôi chứ ai đâu mà đi làm nail. Rồi giờ mở cái tiệm nail ra chỉ có thằng chủ làm không mà nó cũng làm cho què tay què giò luôn á. Rồi giờ sao? Tình trạng này là tình trạng khó khăn chung đây nè mọi người. Cột tóc lên cho nó đẹp trai hả? Cho ba lại, cho ba mượn cột tóc lại coi. Đó, cột lên cho nó đàng hoàng tử tế coi thiệt á, không có đi hớt tóc được luôn đây nè. Mà bây giờ giống tài tử điện ảnh lúc mà trước khi sửa sắc đẹp. Đó, nó cứ xù xù ra như vậy đó. Mà thôi kệ đi. Rồi bây giờ nếu mà không có thợ đi làm nail thì gì mình có mở cửa không mọi người? Mình có mở cửa đi làm nail không? Chứ bây giờ nếu mà đi mở cửa làm nail mà không có thợ đi làm thì sao làm? Trời, cái điều này nếu mình suy nghĩ ra không biết là tính sao luôn á mọi người hả? Thì có chứ. Lúc ban đầu á là mình cũng lo thợ, đã khan hiếm thợ rồi, lúc bình thường là đã khan hiếm thợ rồi. Bây giờ xong cái con virus này rồi đó mà mở cửa trở ra lại cũng không có thợ nữa. Rồi giờ mình lại càng lo tiếp. Chắc tôi nghĩ theo cái điệu đà này chắc làm nail không ổn quá, chuyển qua người khác quá. Cắt tóc. Trời ơi, thì ước gì có một người gần bên để mà được hớt tóc. Thiệt tình luôn á. Rồi giờ không ai, bà con nào cũng không chịu đi làm nail hết. Tôi hỏi vòng vòng ở trong xóm tôi á, là mấy người thợ nail người ta ăn tiền thất nghiệp ngon quá trời. Hồi nào giờ cuộc đời làm nail có bao giờ đi ăn tiền thất nghiệp đâu. Rồi bây giờ ăn tiền thất nghiệp riết ngon quá rồi, giờ đi làm chi nữa cho mệt vậy. Đó. Rồi bây giờ đi làm nail mà mở cửa làm nail mà không có thợ rồi giờ sao làm? Bà con thấy làm sao? Tôi thấy ở trên Facebook cũng có nhiều người, người ta nói cũng đúng á mọi người. Bây giờ là mình tốn nhiều tiền supply quá, tự nhiên hồi xưa là mình chỉ có mua lotion thôi, rồi giờ mua ra là có rửa tay khô, rồi phải mua xịt nhiều alcohol để mà giết vi khuẩn, rồi làm đủ thứ trò, nên tiền supply giờ nó cao quá. Mà nếu mà tiền supply nó cao quá thì giờ mình phải cần đôn cái giá nail lên. Thì bây giờ tôi đang suy nghĩ coi là bây giờ ra tiệm là mình sẽ đôn lên nhiêu. Thôi bây giờ cho bình thường thì mình tính tiền supply thêm thì bây giờ mỗi service mình tăng lên 5 đồng đi. Ví dụ như hồi xưa mỗi người làm chân 30, bây giờ tăng lên thành 35. Làm full set 35, bây giờ tăng 5 đồng nữa thành 40. Chẳng hạn vậy đi thì nghĩ coi mọi người nghĩ sao. Thế cái kế đó cũng được chứ bây giờ nhiều tiền supply quá. Đúng không? Rồi bây giờ làm mấy người thợ đâu có dám đua nữa đâu. Đua nó lây bệnh sao? Corona nó đầy rẫy ai mà dám đua. Nên thợ nail bây giờ làm chậm. Mà làm chậm cũng không phải chậm bình thường nữa, tại vì nào là đúng rồi đó, làm chậm right. Rồi phải đeo cái miếng kính lên trước, rồi có một cái miếng kính chặn ngay bàn, rồi đeo cái mặt nạ 2-3 lớp vô. Bây giờ sao thấy đường thì cho nên phải làm chậm thôi. Tôi đang lo tôi không biết tôi có thấy đường tôi sơn hay không đó nè. Mà nếu mà làm chậm vậy á mà mình làm giá thấp quá làm sao mà nó có tiền phụ trội. Chắc là mình phải lên giá. Đó, tôi nghĩ lên giá. Hồi chiều tôi coi cái livestream của mấy anh chị mà bán supply đó thì nghe người ta nói cũng đúng. Tôi chắc giờ lên giá thôi chứ giờ làm rẻ quá sao được. Rồi thỉnh thoảng khách nó vô nó xin cái mặt nạ đeo chơi nữa, rồi thêm tốn tiền supply nữa. Nên giờ thì chắc là phải lên giá rồi. Là một, hai nữa, buồn ngủ hả? Chứ thai á. Chứ thai vậy thôi qua kia ngồi chơi với mẹ.
Muốn qua đó ngồi chơi với mẹ không? Ok, bye con. Bye bye everybody. Bye. Say bye. Đưa tay vẫy bye. Bye bye. Rồi đi qua chơi với mẹ. Thấy chưa, rồi bây giờ là supply nó lên nè. Rồi thợ nail cũng không có nè. Rồi nào là mặt nạ, nào là cái sát trùng tùm lum tà la mà làm giá rẻ quá sao được. Mà sau khi cái vụ này rồi đó, mà tất cả những thợ nail mà ăn xong tiền thất nghiệp, hoặc là mấy người nào mà không có nhận được tiền thất nghiệp đó mà người ta trở lại làm đó, thì người ta cũng muốn khi trở lại làm là chắc chắn là nó sẽ có một cái dòng thợ làm đổi ý muốn chủ khai W2. Mà nếu mà chủ khai W2 đó, rồi khai W2 thì chủ phải tăng thêm thuế nữa, bởi cho nên là giá phải cần tăng cao lên. Tôi nghĩ gì nó cũng hợp lý. Thì nếu mà mình tăng giá cao lên mà khách vô á, mà nó hỏi quánh đầu quay, thì mình nói không, tại vì corona everything change, mình trả lời gì ta nghĩ cũng ok, đúng không? Chứ bây giờ người nào biết rành tiếng Anh nói thì hay, còn người nào không biết rành tiếng Anh thì mình cứ nói bừa vậy thôi. Corona make change, bởi cho nên tất cả đều lên giá hết, đổi thừa của corona hết, là mình cứ lên giá đi mọi người, đúng không? Tôi thấy như vậy đó. Mà đều có tình trạng khi mà mọi người mà gắn cái kiến lên trên cái bàn, rồi còn đeo thêm cái mặt nạ, cái face shield để mà làm đó, tôi sợ cũng có một số thợ nail người ta nhìn 2-3 lớp rồi mới tới cái tay của khách, rồi sao thấy đường. Rồi nếu mà không thấy đường thì mình là phải đổi cái đèn cho nó sáng lên nữa, đúng không? Là phải thêm tốn tiền nữa, bởi cho nên phải cần lên giá. Tôi nghĩ vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà quê của mọi người dạo này sao rồi? Có hình như là cái vài tiểu bang có mở cửa lại rồi mà. Ồ, có cái này tôi phải nhiều chuyện nghe. Có cái này phải là nhiều chuyện mà tại vì tôi ở nhà rảnh quá, tôi không có gì làm, tôi có tin tức. Đó, là có một cái tiệm nail ở Chicago sớm của tôi. Trời, cái đầu tóc tôi đi, nó ghê quá. À, nhìn nó ghê thiệt. Bây giờ nhìn kỹ lại nó cũng ghê thiệt. nó cũng ghê thiệt, chứ không phải là ghê giả, nó ghê thiệt. Ở trong cái shop tôi ở Chicago có một cái tiệm nail mà mới vừa bị bắt là bởi vì không nghe lời chính phủ kêu gọi đóng cửa mà lén lút đi vô trong tiệm nail đi làm. Mà tôi nói tôi coi, không biết bà con có coi video chưa, tôi thấy coi video tôi cũng tức dữ lắm. Là tôi không phải là tức cái người chủ tiệm nail, chưa bàn tới cái chuyện mà mình tức cái vấn đề chủ tiệm nail, mà tức cái con mà đưa tin tức á. Trời, không nhận cái mấy cái đứa đưa tin tức nó lì lắm nha mọi người nghe. Bởi khi gặp mấy con mà đưa tin tức của mình phải cần né nó đó. Mình rút một cái kinh nghiệm. Nó lì lắm. Người ta đã dán kín mít hết cả cái tiệm rồi. Mà nó có đứa con tin tức á, là nó thường thường á là nó cầm cái microphone nó nói chuyện gì nè. Thì nó có thằng quay phim riêng. Nhưng mà thằng quay phim nó có cái ống dòm rất là bự, muốn quay vô trong cái cửa hẹp nhỏ xíu nó quay không có được. Thì cái con tin tức nó lấy cái điện thoại nó loan qua cái hẹp cửa cái chút xíu thôi, mà nó cũng ghi hình được trong cái tiệm nail đó đó mọi người. Bởi cho nên điều quan trọng bây giờ là mình mở cửa lậu á, sợ cảnh sát thì chưa, nhưng mà sợ mấy cái đứa tin tức á mới là ghê. Mấy cái đứa đó nó rình rập mình. Thì cái clip đó nó rất là ngắn, khoảng chừng mấy mươi giây hay là một phút à. Mà nó đại loại là cái con tin tức đó nó rượt theo con khách, nó phỏng vấn để cho nó lấy đúng cái tin tức là cái con này nó mới vừa làm nail từ trong tiệm nail mà nó đi cái cửa sau ra đây. Mà con khách nó nói là không có. Con khách nó đại loại nó hỏi là vậy nè, ê mày mới vừa làm chân trừ trong tiệm nail này ra phải không mày? Tại vì cái tiệm nail người ta chính phủ kêu đóng cửa mà sao có tầng chủ này nó mở cửa nó làm cho mày. Thì con khách nó nghe nó cũng té ngửa ra, nó từ chối, nó đâu không có đâu, tao đâu có làm chân gì đâu, tao đâu làm chân, tao đâu làm tay gì đâu, mày nói lộn người rồi. Nhưng mà cái con gây tin tức á, nó quay cái clip á, nó có bằng chứng, nó có bằng chứng, vậy là mình đâu có chạy tội được đâu, đúng không? Rồi giờ không biết là cái tình trạng cái tiệm nail đó là tôi nghe đồn đâu là người ta đồn thôi, người ta đồn mà tôi nghe rồi có tôi lên đây tôi đồn lại, chứ thật ra câu chuyện thật hư xíu đó là chưa kiểm chứng, tôi chưa có biết, tại tôi không biết ông chủ là ai. Mà nếu mà có biết tôi cũng dám gọi công cho chủ nó chửi tôi thôi, nhiều chuyện làm sao. Nhưng mà tôi đoán là nhiều người ta nói là bị rút văn bằng rồi không cho mở tiệm nail đồ này nọ, bởi tình trạng nó rất là nghiêm trọng. Mà mình nghe nghiêm trọng gì thôi mình cũng ráng cố gắng, mình nghe là chính phủ kêu nhốt nhà thì ở nhà đi, mình ráng ăn tiền trợ cấp, ăn welfare hay là ăn tiền thất nghiệp rồi gì đi, chứ bây giờ mà cãi lời nó ra mở là lãng quảng, nó bắt nhốt nữa mất công, đúng không? Làm không có nhiêu tiền con khách thôi, con khách mà không nó bắt bỏ tù nữa mệt đó, chứ bỏ tù cực khổ lắm rồi mọi người. Tôi chưa ở tù qua nhưng mà tôi đoán ở tù cực khổ dữ lắm, không ở tù nào mà sung sướng đâu, ở tù cực khổ dữ lắm đó. Lúc đó mình không cho mình làm nail nữa mệt không, đúng không? Còn nếu mà các anh chị nào á mà yêu nghề quá mà có văn bằng hẳn hoi mà vẫn muốn tiếp tục làm nail trong cái thời điểm này á, thì tôi đề nghị các anh chị đó đi vô trong bệnh viện xin đi. Tôi nghĩ là thợ nail mình cần tiền quá thì vô bệnh viện là bởi vì á, tại sao biết không, bác sĩ á
người ta trong bệnh viện người ta lo cứu mấy cái người mà bị virus nó cắn đồ thôi. Nó chỉ lo về sức khỏe, lo trái tim, lo máy thở này nọ thôi, chứ đâu có ai làm móng đâu, đúng không? Thì móng tay nó cũng dài thòn ra, phải còn cắt rồi còn phải vũa sơn màu này nọ. Nhiều lúc bác sĩ mà nó khó chịu mà nó kêu đòi hỏi phải lột móng ra thì mình phải lột cho nó đúng cách, chứ nó không mà đưa cho bác sĩ nó lột banh xác người ta luôn sao được. Thì mình nghề neo mình có thể len lỏi vào trong bệnh viện, mình xin thêm cái nghề đó, có nghĩa là mình á, tôi nghĩ vậy, là tôi định ngày mai tôi apply, tôi coi thử cái bệnh viện gần nhà tôi có nó chịu chứa tôi không. Nó chứa tôi rồi á thì tôi lên đây tôi rủ mọi người xuống nhau vô apply. Thì mình có văn bằng hẳn hoi mà, thì bất quá là mình vô đó mình làm nail thì coi như là mình cũng phải mặc đồ theo như bác sĩ. Thì hồi xưa là mình trong tiệm nail thì mặc đồ cho nó đẹp như thời trang. Còn bây giờ đó thì mình vô trong bệnh viện làm thì mình phải làm theo kiểu như bác sĩ, người ta nói là gì, ăn ở theo thời, là mình cũng phải mặc đồ vô cho nó chùm đầu chùm bạc vô, rồi chứ mình vô đó mình rút móng thôi. Thí dụ như bác sĩ mà nó nói trước khi ta đi mổ con khách đây nè, bệnh nhân chứ không phải là con khách, đúng không? Rồi trước khi tao đi mổ cái con bệnh nhân này đây, nó đang có virus, nó cắn tùm lum tùm loại, tùm lum tùm la đây, bây giờ móng tay nó dài, nó cản trở, thì bây giờ đòi hỏi là phải cắt móng vũa, cắt xuống đồ này nọ. Thì mình cũng phải cần có thợ neo, thì thợ neo mình có thể vô trong bệnh viện làm được. Theo cái lý do đó mình có thể làm được, mà mình có thể ăn dài dài luôn, tại vì mỗi bệnh nhân người ta trong bệnh viện người ta ở cả tháng trời. Đâu có ai mà ở một ngày hai ngày đi về đâu. Tại tôi coi tính đâu là nếu mà từ cái thời mà con virus nó cắn ngang là đau đớn là chở vô bệnh viện nằm đó rồi ngáp ngáp rồi còn đi xét máu rồi đi thử coi có phải bị virus cắn hay không, rồi sau đó là dùng máy rọi soi coi nó cắn chỗ nào, bao nhiêu con virus, rồi sau đó cho uống thuốc điều trị, nếu mà được thì không sao, nếu mà không được thì nó cũng phải chở qua cái khâu gì mà mổ giá, rồi thậm chí nó còn đẩy qua bên cái khu mà xác chết nữa. Thì mình vẫn là thợ neo, mình có thể đi theo từng khâu. Khu đầu tiên là nằm ở chỗ mà đặc trị virus nó cắn thì mình có thể sơn phết đổi màu làm cho móng tay nó đẹp ra, bởi vì khách đó nó còn sống. Còn nếu mà nó chuyển qua mà nó cấp cứu cần mổ xẻ này nọ thì bác sĩ yêu cầu rứt móng, thì lúc đó mình rứt móng, mình chùi cho nó sạch sẽ để bác sĩ dễ dầm thấy được gân máu gân tay của người ta để mà điều trị. Đó là mình ăn được chập hai. Rồi nếu mà bác sĩ mà nó mổ xẻ sao đó mà bệnh nhân nó thành chết luôn thì nó đẩy qua cái khu nhà xác, thì mình cũng phải đi qua bên khu nhà xác mình làm đẹp cho cái xác chết đó, nó đẹp đồ này nọ, móng vuốt ve rồi lên nó cho người ta ra nhà hoàng, rồi cho nó hoành tráng. Bởi cho tôi nghĩ là cái tôi nghĩ là ngày mai tôi sẽ đi offline thử ở trong cái bệnh viện, mấy cái bệnh viện mà gần nhà tôi á, để tôi thử coi cái đó nhận thợ neo không, thì mình có thể offline trong đó. Mà nếu mà tôi mà may mắn mà tôi lọt vào trong cái trong làm trong bệnh viện là tiền cao lắm mọi người, là bởi vì thời hiện tại bây giờ đó là ai cũng nói là làm trong bệnh viện rất là nhiều tiền. Không chừng mình làm ở tiệm nail bình thường là 1,000 đồng mà mình vô bệnh viện mình làm ra 2,000 tiền sao. Đó là còn chưa kể là nó đi qua tùy theo khu. Thí dụ như á là mình làm cái con khách đó nó còn đang nằm trong thời kỳ mà virus cắn đó, là tay chân nó bình thường thì mình còn làm, mình sơn màu sắc độ bình thường, mình sơn treo bình thường đó. Nhưng mà khi mà nó chuyển qua cái phòng cấp cứu thì cái giá tiền nó cũng phải tăng lên, cái độ nghiêm trọng của căn bệnh nó tăng lên thì tiền mình nó cũng tăng lên. Mà nếu mà con khách đó mà nó điều trị không được, lỡ mà nó xui xẻo mà nó đẩy qua bên nhà xác đó, thì nó biến từ một con khách đang sống trở thành một cái thây ma, thì mình phải ăn tiền gấp 4 gấp 5 lần, đúng không? Gấp 4 gấp 5 lần. Cái hay gì hồi xưa là cái bộ làm nail của mình là chỉ có 50 thôi đó, thì bây giờ 50 là cái khu bình thường, qua cái khu mà ngáp điều trị mà còn chưa xong mà phải cần thờ gắn máy thở đồ này nọ, nó cản trở cái người làm nail của mình, nó khó khăn, mình tăng lên 100 làm bộ móng. Mà nếu mà người đó mà đẩy qua nhà xác rồi mình tăng lên 300 một ngày, làm một con khách thôi là nó 300 là đủ sở hữu chi 6-4 là nó ngon ơ rồi, là có tiền rủng rỉnh rồi. Mà bà con thấy không, tôi ngồi ở nhà tôi coi tin tức của Mỹ này ha, là người ta chết hà rầm đó, chết nhiều dữ lắm. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là một vụ án một người chết là $300 mà nhân lên tới cả 60,000 người chết hoặc là 100,000 người chết thì mình phát tài rồi chứ còn gì nữa. Trong khi đó mình thợ neo ngồi ở nhà mình rảnh quá làm gì. Thì hiểu rằng là những người nào mà có văn bằng neo mà mình mua, mình không có đi đào tạo thì mình không dám đi apply, thì sợ số bệnh viện á, chính phủ nó biết. Còn nếu mà mình có bằng neo mà mình thi hẳn thôi thì mình cứ vô bệnh viện mình xin việc làm chứ có gì đâu. Trong bệnh viện nó cũng có nhiều khu lắm chứ bộ, đừng nói đâu phải là bác sĩ mới được làm bệnh viện đâu, y tá đồ này nó đâu phải là mấy tụi nó học nghề khác nhau. Ví dụ như mình nấu ăn nè, mình cũng vô bệnh viện làm được nè, mình giặt giũ nè, mình cũng vô bệnh viện làm được nè. Đó thì bây giờ là neo mình cũng vô bệnh viện làm được theo
theo cái cách tôi nghĩ là nó rất là đúng luôn á. Bởi vì cho nên là tôi ngày mai để tôi ráng gọi thử bệnh viện vòng vòng sớm tôi. Còn nếu mà các anh chị nào mà đang có ở gần bệnh viện hay là có bà con nào mà có thể hối lộ được để dẫn dắt người neo của mình vô bệnh viện làm, tôi nghĩ có lý dữ lắm đó. Bắt quá là mình làm, mình ráng làm sao mà mình chấn chỉnh tinh thần mình thôi. Thí dụ như lỡ may mà nó đổi mình qua cái khu làm neo ở khu nhà xác thì mình phải ráng thận trọng, đừng có sợ ma. Mình ráng tỏ vẻ như là bình thường chút xíu, như mình là người có văn hóa, mình là người giống như có văn bằng đồ này nọ, thì mình ráng làm sao đừng có sợ ma đó. Chứ bây giờ nếu mà mình mà tư duy của mình làm mình xác chết mình sợ ma thì nó không có hay ho, hiểu không đó. Mình cố gắng lên, tôi nghĩ cái điều đó được đó mọi người. Mọi người nghĩ sao, đúng không đó? Hôm nay tôi đọc được một cái tin tức đó, là tôi thấy á, là ở bên Dallas hay sao đó, mà tối nay trọ 2-3 tuần trước nghe, là cái con nhỏ Mỹ Trắng, là cái tin tức đó lên Chicago, tôi cũng coi, tôi hâm mộ con đó dữ lắm, trời, tánh tôi giống như là đồng bọn mà. Hỏi mà thấy ai mà làm nail, làm tóc là tôi coi là đồng bọn, cho nên tôi thích dữ lắm. Tôi nói câu chuyện đó như là có con Mỹ Trắng, nó đại loại như là nó có chủ tiệm, nó là chủ tiệm tóc ở Dallas, mà cái thời mà ở tiểu bang Texas mà nó còn nhốt ở trong nhà đó, nó không cho ra đường để mở cửa làm ăn đó, thì cái con này nó hô hào đứng lên biểu tình, đùa nói ngon lành dữ lắm. Trời, tôi thấy nó biểu lực tình cái tôi cũng ủng hộ. Không phải là tôi không phải phân biệt trắng đen hay là không có phân biệt được là cái sự quan trọng của con virus, tôi chưa kịp nghĩ tới cái diện đó. Tôi chỉ thấy con này nó biểu tình là tôi rảnh, tôi ủng hộ tôi, chứ tôi không có nói không bàn cãi với, tại vì mình đang rảnh mà thấy có cái chuyện gì mà cái sự kiện gì mà nó lạ đời lạ quắc là mình ủng hộ thôi. Thì con Mỹ Trắng này nó lên nó cầm cờ, nó hô hào là nó phải chống đối lại chính phủ, nghe là đi ra mở tiệm tóc đồ bình thường, chứ lý do gì mà nhốt nó trong nhà không cho nó làm khách làm đồ, mà khách đồ người ta tóc tai dài thường thường như tôi, cũng giống như là nhiều người khách người ta móng tay dài thòn lòn rồi, người ta phải cần đi làm ăn chứ móng tay dài quá sao làm được, đúng không đó. Tôi ủng hộ, trời ơi tôi ủng hộ nó quá trời. Cái hôm nay nó bị vô tù rồi đó. Tôi không biết lý do tại sao nó vô tù nữa, tôi chưa theo dõi. Nhưng mà nghe nói là tin tức nó đưa rằng là cái quan này nó lì đòn. Người ta kêu là không có được ra tiệm mở cửa, mà nó mở cửa rồi nó còn kêu camera, kêu tin tức đồ quay tùm lum tùm la, giống như là quảng cáo trong tiệm nè, tiệm tóc của nó vậy đó. Rồi giờ là tòa án bắt nó vô tù luôn rồi. Rồi không biết là khi nào đem ra xử nữa, hình như là chắc nhốt nó dài hôm gì đó, rồi đem ra xử. Rồi không biết cái câu chuyện ra làm sao. Cái từ đó tôi thấy tôi nó bị nhốt, cái tự nhiên tôi bị thoát tim, tôi bị xìu xuống. Tôi xìu xuống cho bữa chưa lên đây. Tôi lên đây tôi chia sẻ với mọi người là cái tình trạng mà mình cãi lời chính phủ không có được đâu. Chính phủ nó dữ lắm đó mọi người. Người ta kêu mình đóng tiệm neo nhốt ở nhà thì mình ráng yên tâm nhốt ở nhà đi. Đó, chứ đừng có cãi lời đi ra mở tiệm, rồi chính phủ nó dữ lắm, nó bắt nạt mình. Mà nó bắt nạt tiếng Mỹ không á, nghe cảnh sát rồi tới luật sư y xèo, tin tức rồi nhào tới nói tiếng Mỹ, chứ không phải nói tiếng Việt đâu mà mình gây lộn nó được. Ví dụ như mà nó tới mà nói tiếng Việt đi, đó, thì nói tiếng Việt thì mình còn cãi lộn được với nó, được tiếng nào hay tiếng nấy, đúng không? Mình chơi lục rừng, lục lũ đạn gì đó được, Còn giờ nói tiếng Mỹ không, ai biết nó nói gì. Đó, nó nói tiếng Mỹ không mà vô gây lộn, mà ví dụ như bây giờ mình gây lộn với cảnh sát là nói tiếng Mỹ sao gây lộn đó. Đúng không? Đã vậy nó còn kêu đài tin tức nữa, mấy con đài tin tức nó gây lộn giỏi lắm đó. Rốt cuộc là vô tù hết trơn á mọi người. Đừng có cãi lời chính phủ, tin tôi đi, ráng ở nhà. Đó, đó, ráng ở nhà. Rồi sau đó là mình cứ đi hỏi vòng vòng trên Facebook, mình không cần coi tin tức, không cần CNN gì hết trơn, chỉ cần coi cái Facebook thôi là mình biết được là chỗ nào nó cho nhiều tiền, rồi sau đó mình apply. Ví dụ như là ở Chicago này nó upline nè, người ta cho được 7,000-9,000. Nếu không là ở Texas này người ta cho 5,000-10,000, hoặc Florida cho 2,000-3,000 vậy đó, thì mình đi upline vòng vòng thôi. Upline thì miễn nó ra tiền thôi, thì khi mà nó có tiền cứu trợ, rồi nó có tiền thất nghiệp, rồi nó có tiền welfare, rồi nó đủ tiền rồi chứ đi làm gì nữa. Đúng không? Bởi đừng có ham làm, thời buổi này tôi thấy cũng ớn dữ lắm. Đó, ráng ở nhà, giữ gìn sức khỏe, rồi đi kiếm chỗ nào hớt tóc bảnh bay đồ rồi bảnh bao đồ lên, chứ đi giờ đi làm nó phạt á mọi người. Đừng có đi làm, mà khi mà đi làm nha, mà Mỹ mà nó bắt được, chính phủ nó bắt được rồi, nghe nói là nó rút văn bằng nè, rồi nó không cho làm neo. Mà cái bằng neo bây giờ thi khó lắm chứ bộ, đâu phải nhiều sư đâu, ba xạo dăm ba câu mình đậu cái bằng neo. Bây giờ bằng neo giờ nó khó lắm, nó bắt là đi học lâu giờ rồi tiếng Anh nhiều dữ lắm. Mà bây giờ ha, mà có nhiều thành phố yêu cầu là thi neo chuyển qua tiếng Việt thì người ta có chuyển rồi, nhưng mà mình đọc cái tiếng Việt đó mình cũng không có hiểu nó nói cái gì, bởi cho nên bao nhiêu người đi thi tiếng Việt nó cũng rớt hết trơn à. Tôi thấy trong xóm tôi biết bao nhiêu đứa đó thi tiếng Anh cái nó rớt, cái nó ăn chắc mặt bền, cái nó chuyển qua thi tiếng Việt nó cũng rớt luôn.
Tại nó cũng đâu biết tiếng Việt nó nói cái gì đâu. Tiếng Việt nó hỏi tùm lum này làm đâu có hiểu được cái gì đâu. Rớt hết trơn á, bằng neo giờ nó khó dữ lắm, nó không phải nhiều xưa đâu. Mở ráng làm sao mà đừng có bị bắt. Hả? Texas nó cho mở cửa tuần sau hả? Tám tay vậy là ngày mai rồi. Mốt hả? Thứ sáu hả? Vậy là thứ hai hả? Ủa hôm nay ngày mấy vậy ta? Thấy chưa, ở nhà riết đâu biết ngày này hôm nay ngày mấy đâu. Nhưng mà nó mở vậy rồi, giờ có dám đi làm không? Tôi đoán là chỉ có hai nhóm đi làm nail. Một là ông chủ, gia đình của ông chủ. Hai nữa là những thợ nail nào mà không có được xin tiền thất nghiệp hay là không có tiền gói trợ, cứu trợ của chính phủ thì đi làm. Còn mấy cái người mà làm nail mà người ta ăn tiền thất nghiệp, tôi hỏi rồi không có ma nào nó chịu đi làm hết trơn á. Nó ở nhà, nó ăn tiền thất nghiệp, nó nhiều tiền hơn làm nail. Tôi nói hình như là trong xóm tôi đi ra coi nha, có ai nghe. Thôi tôi không có nói tên người ta nói tôi nhiều chuyện thì sao, không giữ tên người ta lại bí mật một xíu. Mà đại loại như là cái gia đình kia có hai vợ chồng trẻ, hai vợ chồng mà tôi nghe kể thôi, kể là đi ăn tiền thất nghiệp rồi sau đó cộng tiền chính phủ cho đồ này nọ, là một tháng hai vợ chồng là 5.000 đồng đó mọi người. 5.000 đồng chia ra là một người được 2.500 rồi. Mà giờ nếu mà 2.500 chia ra bình quân là cũng được 700-800 một tuần rồi. Mà 700-800 một tuần á, trời ơi, chia ra mình đi làm nail, mà thí dụ như mình làm mà 6 hôm đi đó, thì nó cũng bằng giờ tiền vậy thôi. Còn nếu mà tiệm nail mà làm 5 ngày đi thì cũng 700-800 chia ra cũng được 100 mấy. Mà trong đó mình ở nhà không, mình đâu cần làm đâu. Vì thôi đâu cần đi làm nail làm gì nữa. Thấy chưa, sướng chưa? Đó là chưa tính thêm con nữa, cộng tiền con nữa nó còn cho nhiều tiền nữa. Tôi nói chỗ chính phủ nó giàu dữ lắm, chính phủ Mỹ nó giàu, bởi cho nên nó tha hồ mà nó cho tiền. Mà khi mà nó cho tiền kiểu như vậy rồi đâu có ai đâu mà chịu đi làm. Tôi cũng đang lo tôi đây nè, nếu mà ông thống đốc hoặc tiểu bang của tôi mà cho mở cửa là vào cuối tuần cuối tháng này thì chắc có mình tôi lên cặm cọ chiến đấu thôi, chứ giờ thợ đâu có đứa nào làm đâu. Tôi hỏi chân là bao nhiêu thợ đó đã già đã quay phe cho nó khỏe. Trời đất ơi, thì tôi nói thời buổi này là cái thời điểm, cái thời này là cái thời giống như là que phe nó lên ngôi hay là cái gì đó. Mà tôi nói nó cho tiền sướng dữ lắm, mà cho tiền ngon rồi ai đâu đi làm neo. Mà tôi thấy ở nhà nha, ai nói là ở nhà nhốt, ở nhà khó khăn gì đâu. Tôi thấy nó nhậu toàn là XO rồi ăn thịt, ăn cá, ngập mặt đứa nào đứa nấy. Nó lên internet, nó nói nó cần mo, nó mở cửa để nó mua quần mới, áo mới. Tại vì nó mập ra, nó cần size bự hơn. Trời ơi, thấy chưa, đâu có người nào nghèo khổ đâu. Đó, quay phe nó lên ngôi rồi, tiền thất nghiệp nó lên ngôi rồi, nó thống trị rồi. Không phải như hồi xưa neo của chúng ta nữa. Mà cái tiền đó ở nhà phè phè thôi, nó có cho nhiều tiền rồi. Bỏ súng nhau giờ thợ neo nơi nhà hết ráo. Mà nếu mà giờ thợ neo ở nhà hết ráo rồi, giờ mình mở cửa làm neo, khách nó vô nó đầy nhà rồi, thợ đâu làm. Điều này mới là điều khó nè. Tôi thấy khó. Cái ca này khó nha, không biết tính làm sao luôn á, thiệt á. Bây giờ mình đã ra, mình mở cái tiệm là mình đã giết vi khuẩn nội. Mà một ngày thằng chủ là nó chiến đấu với mấy con vi khuẩn ở trong tiệm là nó điên đầu nó rồi. Đó, rồi bây giờ là nó còn phải đối đầu với lại khách bước vô tiệm là phải cho mặt nạ, rồi còn phải kêu khách đi rửa tay rửa chân trước khi làm. Đó, nó tốn có thiện nước nữa. Mà bây giờ là tôi nói giá thì nó như nhau, mà thợ kiếm không ra, sao được. Mà tôi để ý mấy cái lớp trẻ đó, thí dụ như bây giờ con nít đi. Bây giờ con nít mà trong thời kỳ mà chính phủ nó kêu là nhốt nhà từ đây tới cuối năm luôn, không cần đi học ha. Thì mấy cái đứa con nít được khoảng chừng 17, 18 tuổi, 16, 17, 15, 18 tuổi gì đây. Rồi giờ nếu mà mình rủ cái tầng lớp đó ra, tôi nói đại loại thôi, tôi chưa có suối nghe. Mọi người đừng có làm theo ý của tôi rồi mất công mà đối thủ tôi, không phải tôi có suối. Ý của tôi nói là cái tầng lớp trẻ trẻ đó, nó phải lớn cho lẹ lẹ đi. Đặng nó còn cung ứng cái số nhân công vô trong cái nghề neo. Chứ nếu mà cái nhóm đó mà nó không có chịu vô làm neo nữa, giờ thợ neo đâu ra làm. Rồi bây giờ thợ neo không ra thì bao nhiêu cái tiệm neo mình nó quá trời rồi. Hồi nào giờ là mình biết là tiệm neo mình là góc nào, ngõ nào cũng có tiệm neo. Tiệm lớn, tiệm nhỏ, tiệm bự, tiệm sang, tiệm hèn gì cũng có hết trơn rồi. Rồi còn có một số người đang chuẩn bị, đang xây tiệm, rồi lên kế hoạch làm tiệm nữa rồi. Đó, mà giờ thợ neo ở nhà quay phe hết trơn rồi, giờ làm sao? Trời, cái này nó mới khó, nó mới ác đạn là cái chỗ này nè. Nó ác đạn. Bây giờ mình nghĩ ra một cái cách đó, là mình phải cần gửi thơ lên chính phủ, phải nói làm sao mà kích thích
cái cung cấp cái nguồn nhân lực thêm cho tụi làm nail của mình. Chứ giờ làm nail mở nhiều tiệm quá, khách nó nhiều quá mà thợ nail không chịu đi làm. Đó, mà bây giờ thợ nail không chịu đi làm, mình thông cảm, tôi là tôi thông cảm luôn nghe, tôi không nói ra nói vô. Tôi rất thông cảm những anh chị làm nail ăn welfare cho nó khỏe. Tôi biết ăn welfare nó rất là sướng, nó rất là khỏe, cần gì phải đi làm nail cho đánh đồng với con virus cho mệt vậy. Đúng không? Ngày nào mình vô mình cũng đối đầu với con virus, mình cũng sợ chết chứ bộ. Mình rất là sợ. Đó, mình hiểu tầng lớp đó. Bây giờ mình đang cần thợ quá nè, bây giờ mình phải làm sao? Bà con nào có cái cách nào để mà giải quyết được cái vấn đề này đi mọi người, để mình lên đây mình chia sẻ coi mình làm cách nào mà tiệm nail bây giờ nó quá cần thợ đây nè. Đó, bây giờ tôi nghĩ ra còn 2-3 cách gì để tôi coi kể ra coi có được không nghe. Tôi nói thôi, nhắm coi có được không, nếu mà không được thì bỏ. Còn nếu được thì chúng ta sẽ khai thác theo cái kế này. Còn nếu mà không được thì mình bỏ, nghe không? Đó, bây giờ tôi nghĩ này nè, sau khi cái mùa dịch này ra rồi đó, nó sẽ có một số tiệm nail là bán. Đó, rồi cũng có một số tiệm nail bán nó bán không được. Đó, thì cũng có thể là có một số tiệm nail người ta bỏ luôn cái tiệm nail. Đó, gì thì nó cũng sẽ bớt lại cái vấn đề cạnh tranh. Ha, cạnh tranh nail thì mình thấy nó cũng đỡ. Mà thiệt á, cái kiểu này đó là tôi nghĩ nó hơi ác một xíu. Mà nếu mà suy ra cho cùng á, mà tôi nghĩ ra cái kiểu này mà tôi nói à, cái tiệm nail mà người ta dẹp mà mình thấy mình hả dạ thì mình cũng hơi kỳ. Tôi không phải vậy, tôi không có ý định vậy. Tôi thật ra tôi làm mặt mày tôi bợm chợm, nhất là tôi thương người dữ lắm, trời tôi thương lắm. Tôi rất là dễ thương. Bởi cho nên là tôi không có nghĩ là tôi sẽ hả dạ về cái điều đó, nhưng mà mình chỉ nghĩ là sẽ có một số tiệm nail là sẽ gặp nạn và người ta bỏ tiệm hoặc là người ta bán. Đó, người ta bán. Thì nếu mà người ta bán đó, nếu mà người ta bán tiệm nail đó, thì thường thường mấy cái người mà không biết làm nail là ta không có mua tiệm nail. Những người biết làm nail người ta mới mua tiệm nail. Đó, mà mấy người mà biết làm nail mà ta ra người ta mua tiệm nail là thường thường mấy người ta đang làm ở đâu đó, mà tiệm của đâu đó nó đang thiếu thợ rồi, mấy người đang làm ở đâu đó nó còn nhảy ra nó mua mấy cái tiệm nail ở đây, thì có phải là cái tiệm mà người ta đang làm đâu đó nó thiếu thợ tiếp tục nữa không? Đã không có thợ rồi nó còn thiếu thêm trầm trọng nữa. Thấy chưa? Mà bây giờ không lẽ giờ mình ác miệng ác mồm mình đi mét với ông chính phủ kêu trăm trăm mấy cắt quay phe trăm, ai đâu làm được điều đó, nó rất là kỳ. Nó kỳ lắm, tôi làm không được đâu. Tôi nói đây rồi mọi người làm đó thì mọi người nói chứ tôi làm không được cái điều đó. Nó kỳ lắm, được cái làm cái chuyện vậy. Nó thất đức. Người ta đi ăn quay phe phè phở rồi cho người ta ăn cho nó ngon lắm chứ bỏ tôi cũng ăn quay phe nè. Mà tại chính phủ nó không cho tôi ăn thôi, chứ nếu mà nó cho tôi ăn thì tôi cũng ăn á. Ăn ngon quá mà. Trời ơi, wifi vừa nhiều tiền không cần làm gì hết trơn, trời mà còn tiền rủng rỉnh xuống muốn chết luôn. Tôi apply cái wifi rồi, tập trước là tôi nói là tôi lên wifi tôi apply rồi mà cái đơn tôi nó chưa chịu. Tôi yêu cầu wifi chính phủ Mỹ nó nuôi tôi 1 tháng 10.000, là bởi vì cái cuộc sống của tôi là đang hiện tại là tôi đang xài 10.000 đồng một tháng. Tôi đang yêu cầu chính phủ phải cung cấp tôi đúng cái 10.000. Chứ nếu mà chính phủ mà cung cấp tôi 9.500 là tôi lỗ 500 tôi cũng phải đi làm nail, tại nó không có đều. Nó mới điều tiền người ta đang sống 10.000 mà tự nhiên giờ chính phủ cho 9.500 rồi giờ thục đâu 500 để bù vô. Đâu có được, bởi tôi nếu mà chính phủ cho tôi quay phe 9.500 thì tôi vẫn tiếp tục đi làm nail. Đó, còn nếu mà chính phủ cho tôi trọn gói luôn 10.000 để tôi chỉ trả hết cuộc sống luôn á thì tôi không sẽ đi làm nail nữa. Đó, thì đó là tôi nói là cái cuộc sống của tôi thôi. Nhưng mà nhiều người các mấy anh chị khác người ta may mắn hơn. Người ta may mắn hơn, cũng có thể là chính phủ cho luôn tới 11-12.000 thì sao? Nhiều lúc chính phủ cho nhiều tiền mà tại người ta lịch sự người ta mới nói cho mình nghe thôi. Đó, tôi biết nhiều người giống như là cái gì ta, người ta sợ mình so đo, mình phân bì, hay là người ta sợ bị cướp của giết người hay gì đó, hay là người ta sợ mình nhiều chuyện, người ta đâu có dám nói đâu. Nhiều lúc chính phủ cho tới 13-14.000 mà người ta nói cho có 200-300 thôi, người ta hay nói kiểu cũng dễ dữ lắm. Nhiều lúc mà nghĩ anh chị nào may mắn cho tới 13-14.000 thôi chăng quay phe chứ làm neo cho làm gì cho mệt vậy, cực lắm chứ bộ, đúng không? Đó, rồi bây giờ tôi đi apply rồi, nó chưa có trả lời tôi, để chờ khi nào nó trả lời tôi rồi tôi đưa cái thơ lên đây, tôi chỉ cách cho mọi người, nếu mà nó cho tôi rồi, tôi xúi mọi người lên cái chỗ tôi nào mà tôi đăng ký á, xóm nhà mình lên đó đón xe bus, đó mình đi xin, quay phe, thì chỗ đó cho, còn nếu mà nó không cho thì thôi, nhưng mà bây giờ nếu mà quay ngược lại mà nó không cho tôi quay phe thì tôi phải đi làm nail, đó, mà bây giờ tôi đi làm nail, mà bây giờ khách nó ngồi đầy nhà, mà mình không có thợ làm sao mình làm được. Mà trong khi đó tôi đoán chắc là làm nail bây giờ nó khó khăn rồi. Là hồi xưa mình làm ví dụ như một ngày mình đua là 25-30 con khách đi, đại loạn vậy. Bây giờ đá đồng ra đừng nói chi mỗi cái service đi. Đó, thì nếu mà đá đồng ra mình làm cũng được 20 con khách.
đó. Thì 20 con khách tôi nghĩ cũng thường thôi mà, 20 khách một ngày mình làm 10 tiếng, chia ra 1 tiếng làm 2 con khách 30 phút một con, 15 phút cái tay, 15 phút cái chân là đó, chuyện rất là bình thường. Anh chị em nào mà làm nail đua là tôi thấy cái tính cái thời giờ tôi tính rất là đơn giản, rất là gọn. Mình làm nail 10 tiếng mình đâu có ăn đâu, ăn gì sáng sớm uống ly Starbucks vô ngồi làm ngồi mòn hết cái ghế luôn, về nhà ăn phở, ăn tô phở rồi xong lên giường coi cái lương qua ngày mai làm tiếp đó. Thì tình trạng những người thợ đi làm nail hồi nào giờ là sống cái đà kiểu như vậy. Những người nào mà sống cái kiểu như là xu xa hột lụ hay là cao sang quý phái thì tôi không biết, nhưng mà đại loại cái cuộc sống người làm nail của mình hồi nào nó là như vậy: sáng vô chơi một ly Starbucks đó, nếu không là người nào mà ở khu Việt Nam thì chơi một ly cà phê Việt Nam đó, bữa nào sang sang rảnh rảnh quẹo qua mua một cái bộ bánh mì mang theo đó, là vừa có ly cà phê vừa có bánh mì, vừa lên tiệm là nhào vô làm liền, làm đua rồi cái mình làm đâu có ăn trưa, ăn trưa làm chi, ăn trưa mất công nó mập rồi mất công, mà lúc đó mình lại than gian sao bị mập rồi này nọ, nhịn đói hết để giữ eo, vừa nhịn đói nó giữ eo là một việc này, hai là mình đua mình có tiền nữa đó, rồi sau đó mình làm xong 10 tiếng về nhà ăn tô phở là vừa, thì ăn tô phở rồi leo giường coi cải lương qua ngày mai làm tiếp, thì cuộc đời làm nail hồi nào giờ nó là như vậy đó. Thì bình thường theo cái lý lịch đó mọi người, thì một ngày chúng ta làm 20 con khách đúng không, 20 con khách. Mà bây giờ nghĩ đi, cái tình trạng virus như vậy nè, mình không thể là làm 20 con khách được, mà mình đang sống cái đồng lương của mình là 20 con khách, mà bây giờ bắt mình làm còn có 15 con à, như vậy là cái đồng tiền lương của mình nó bị thụt đi, lỗ 5 con ai chịu đúng không, lỗ 5 con. Tự nhiên bây giờ mình đang làm 20 con khách một ngày, tự nhiên giờ làm con 15 con, mất 5 con sao đủ sở hội đó. Thì bây giờ mình phải suy nghĩ làm sao mình làm nail bằng cách nào để cho nó sáng suốt, để mà mình có thể làm ít con khách mà nó nhiều tiền. Chứ bây giờ bà con nghĩ không thể nào mà mình làm 20 con khách hồi xưa, rồi bây giờ cái mùa virus nó đẻ ra như vậy mà mình vẫn còn làm 20 con khách, không thể nào được. Là biết giờ tại sao không? Tôi nói vừa vô nội đeo cái đôi bao tay vô là nó cũng tốn thời giờ. Hồi xưa là thỉnh thoảng những anh chị nào mà làm chân á, hoặc là gặp những cái chân nào mình cảm thấy như là nó ớn ớn thì mình mới đeo bao tay. Còn hồi xưa là cũng không đeo bao tay, bởi vì đâu có rảnh đâu đeo bao tay. Đúng không? Đeo bao tay mất mấy phút trời ơi, thở khác nó đua nó qua mặt nó lấy thên ngon hơn là không thể nào mà có thời giờ đeo bao tay luôn. Mặt nạ là không có đâu. Mặt nạ tôi nói có đeo chơi, đeo cho ra dễ làm nail. Nhưng mà người ta đeo là đeo như vậy. Thợ nail mình là đeo dưới cạm không hà, thợ nail mình là đeo dưới cạm gì nè đó. Tại vì thợ nail con gái á, người ta thích đeo dưới cạm gì là một là người ta đeo để cho người ta rõ rẻ là người ta là người vệ sinh, làm nail chuyên nghiệp có đeo mặt nạ là điểm thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái thật ra là họ kéo cái nọng này lên nè đó, tại vì mình làm nail mình cứ cuối nè, rồi mở từ nọng nó chảy xuống, nó làm ra cái cọng đó, nó cái cầm của mình nó nọng ra nó xấu, con gái nó sợ xấu. Gái sợ xấu mất công lại phải tốn tiền kem phấn rồi làm cho cái cơ mình nó kéo ngược trở lên, bởi cho nên nó không có chịu xài tiền kem phấn, chứ nó cũng không có rảnh xài tiền kem phấn, bởi nó lấy cái mặt nạ nó cột ở dưới đây nè, coi như là nó kéo mở chạy ngược trở lên đó. Là cái thợ nail hồi xưa là người ta quen đeo cái thợ là đeo là đeo cái mặt nạ kiểu như vậy, chứ không phải là đeo cái mặt nạ kiểu như bác sĩ. Đeo mặt nạ kiểu gì sao nó thở, trời, một ngày làm 20 con khách mình thở còn lòi lái luôn, đeo cái mặt nạ vô sao thở không được xỉu sao, đúng không? Mình rất cần nhiều oxy để mình đuôi cho nó lẹ. Bởi không ai mà đeo mặt nạ hết trơn, có chồng mặt nạ không có xứa rồi, người ta đeo chơi vậy thôi, đeo ra kiểu chụp hình selfie rồi nè, nói chứ đâu có ai mà đeo mặt nạ kiểu như vậy sao thở. Đó. Rồi bây giờ cái đời Covid này nó đẻ ra, mình phải đeo bao tay, rồi mình phải đeo mặt nạ, rồi mình phải coi là mặt nạ là gì N95 nó có lỗ thông hơi để mình thở, còn nếu không á là mình phải lót thêm miếng giấy ở trong cho nó êm hen, lót vô rồi sau đó là đeo mặt nạ đàng hoàng, rồi mình còn chơi luôn cả cái mặt cái rồi là face shield á, đeo ở trước cửa gì nó đeo trước trán nè để cho nó chặn lại ngang, rồi sau đó còn có cái bảng che ở trước cái bàn ngang. Rồi bây giờ trong người của thợ nail là đi đâu tôi đoán chắc là người nào đi đâu cũng phải cầm theo một cái chai là hand sanitizer, là cái loại rửa tay khô, rồi còn cầm, tôi nghĩ thậm chí còn phải cầm thêm chai acetone hay alcohol gì đó để đụng đâu xịt đó để giết virus. Chứ virus nó bay ào ào, ai mà biết nó bay chỗ nào, nó bay nhào nhào vô người mình, nó bay mình lăn đùng ra mình chết thì sao, mình cũng nguy hiểm. Bởi cho nên đó tôi nói là thợ nail bây giờ là nó khác với hồi xưa rồi. Nội mà mình làm mấy cái món đó vô không là mình mất hết mẹ 5 phút rồi, làm lẹ lẹ nó cũng mất hết 3 phút.
mà 3 phút là ra trời ơi, đua đua cũng bằng cái chân của người ta rồi. Mỗi khi mà đua 10 phút là ra cái chân 30 đồng làm 10 phút, bây giờ đeo cái bao tay không mất 3 phút, uổng tiền. 3 phút 30 đồng mà làm 10 phút là 1 phút là mình làm được 3 đồng. Mà nếu mình đeo cái đôi bao tay vô mà mất hết 3 phút là đại loại mình mất gần 10 đồng chứ còn gì nữa. Tính ra gì nó bị lỗ tiền mình sao? Đó, nó lỗ tiền mình sao? Nhưng nếu mà mình không có đeo bao tay, mình không có đeo mặt nạ thì mình bị dính virus, mình bị chết lăn đùng ra thì sao? Nó cũng ớn thấy chưa? Bởi vì mình phải cần cẩn trọng, mình đeo bao tay rồi mình đeo mặt nạ đồ này nọ, mà mình làm sao mà nó ít giờ ít khách lại. Tại vì xưa mình làm 20 con khách là mình không có đeo gì hết trơn á, nhào vô là đua thôi. Đó, đua cho banh xác ra 20 con khách trong một ngày. Rồi giờ mình đeo tùm lum tùm la nổi, mà đừng nói đeo bao tay, mình làm cũng chậm nữa. Tại vì bao tay nó có một cái lớp của cái bao tay đó, làm sao mà mình cầm hay là cầm cái nọ để cho nó minh mẫn được. Tay không thì mình mới cầm minh mẫn chứ, hồi xưa mà tay không mình cầm cái chai nước sơn mình quẹt quẹt nó mới ra, chứ bây giờ đeo cái đôi bao tay vô nó trơn trợt rồi quẹt sao ra, nó tè lè ra nữa. Bởi mình phải làm chậm chậm, mà nếu mà mình làm chậm chậm thì đâu có đủ xã hội. Hồi xưa đang làm 20 con khách ngon trớn quá rồi, giờ mình đeo cái này vô làm sao làm được 20 con khách. Mình làm khoảng 15 con hay là 12 con à, mất hết 5 con, mất 8 con khách rồi tiền đó lỗ vô ai chịu, đúng không? Ai chịu? Bởi chân chỉ có một cách là mình phải tăng giá lên. Tôi nghĩ cách đó là cách rất là sáng suốt á mọi người. Mình tăng giá lên. Đó, thí dụ như hồi xưa mình làm là bây giờ mình tăng 5 đồng, 10 đồng mỗi service thôi. Đâu có gì đâu. Đó, mà tôi nghĩ gì này mọi người, nếu mà các bạn nghĩ vấn đề giá cả mà tăng như thế nào cho nó hợp lý thì tôi khuyến khích nó là như vậy. Tôi có một cái bài toán. tôi thông minh dữ lắm. Tôi ở nhà tôi bị nhốt là cũng phải là 4 năm tuần nữa tôi thông minh ra đó mọi người. Tôi rất là thông minh. Bây giờ tôi có một cái bài toán này nè, mình tăng giá những cái việc gì mà nó đáng giá thì mình tăng, còn cái nào nó không đáng giá thì nó đi yên tại chỗ. Đó, mình đừng có tăng giá. Thí dụ như là sửa ngón đi. Trời, tôi ghét sửa ngón lắm. Mà sửa ngón nó lôi thôi lắm mọi người. Nhiều lúc hả thợ mà kêu sửa ngón không ai thợ nào mà chịu sửa ngón. Tôi không hiểu lý do tại sao mà cuộc đời làm nail không có người nào thích sửa ngón nghe. Không hiểu lý do tại sao nhiều lúc sửa ngón xui xui nha, bị khách nó đì nữa. Nó đì ngồi lâu lắm, làm cái chân 10 phút. Sửa một ngón nó cũng tốn 10 phút. Vậy mình chọn cái nào? Mình chọn cái chân rồi. Đúng không? Tự nhiên là mình làm cái chân có 10 phút ra 30 đồng. Mình sửa có ngón có 2 đồng bạc, 3 đồng bạc đó cũng ra 10 phút. Dĩ nhiên mình chọn cái chân rồi, bởi cho nên thợ không có thợ nào chịu sửa ngón hết trơn, trời á. Không có thợ nào thích sửa ngón hết trơn á. Mà ngay cả ăn chủ nó cũng không sửa ngón nữa. Tại sửa ngón nó cho tiền ít. Khách nó hay cho theo phần trăm, làm cái chân 30 nó cho 20% là cho 6 đồng ha. Còn sửa ngón mình sửa cái 2 đồng nó cho 20% cho có 40 xu à. À, bữa nào nó sáng cho 1 đồng. Ha, bởi vì không ai thích sửa ngón. Tôi đề nghị chúng ta nên lên giá cái sửa ngón là cái đầu tiên nè. Đó, nên sửa tăng giá. Ví dụ như một ngón sửa ngón, hồi xưa mình ăn 2 đồng hay 5 đồng, bây giờ kệ bà đó, mình ăn 15 đồng sửa ngón. Đứa nào sửa không sửa thôi, về nhà tự sửa mày. Tôi thấy cái kiểu đó được đó mọi người. Nên tăng giá cái sửa ngón là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là đổi nước sơn. Tại đổi nước sơn nó cũng ít tiền tự như cái sửa ngón. Thí dụ sửa ngón 5 đồng, đổi nước sơn cũng 10 đồng, 15 đồng gì đó. Nó rất là ít. Mà bây giờ là tôi thấy á, là chúng ta làm nail nên dựa vào cái số tiền làm chân để làm chủ. Mình dựa vào cái số tiền làm chân đó rồi mình mới quy ra là bao nhiêu cái tâm huyết, thời gian, rồi bao nhiêu là cái sợ sệt virus của mình làm để cho nó đúng theo cái tiêu chuẩn làm nail của mình. Đó, bởi tôi đề nghị là đuổi nước sơn á, tăng lên là 25 đồng đi, 20 đồng cũng được, tăng lên. Đó, còn đứa khách nào mà muốn cảm thấy mắc quá ở nhà tự sơn, ngón tay vô mắc quá ở nhà tự sửa. Đó, chứ bây giờ mình tăng mấy cái đó lên. Chứ bây giờ nếu mình làm cái gì mà nó rẻ tiền quá là không có được. Trời ơi, sửa ngón mà nó vô, ví dụ như bây giờ 10, mình mới làm nó 10 ngón, phải không? 10 ngón là mình làm 40 đồng đi. Đó, 10 ngón là 40 đồng. Rồi cái bây giờ bình quân ra ngón có 4 đồng mà giờ nhà hôm nay nó gãy ngón 4 đồng nó vô nó sửa, mình tốn 10 phút mình sửa. Rồi cái qua ngày mai nó quýnh lộn quýnh lạo đâu đó, nó gãy thêm ngón nó vô nó sửa thêm ngón kia, cũng 4 đồng mình lại mất 10 phút tiếp. Đó, rồi mà cái dòng khách sửa ngón đó là nó không có đi cái tiệm khác. Tôi nói cái dòng khách mà sửa ngón nó chung thủy dữ lắm, kêu nó chờ bao nhiêu nó cũng chờ. Mà nó làm ở tiệm nào rồi nó trở lại cái tiệm nó sửa ngón, khách nó trung thành dữ lắm. Bởi cho nên quý vị mà cái lên tiền sửa ngón, khách nó cũng không có bỏ đi đâu. Nó không có bỏ đi. Tôi nghĩ sửa ngón giờ lên 15 đồng một ngón, là một bộ là 40. Đó,
sửa ngón là 15 đồng. Nếu nó gãy hai ngón á thì mình bớt hạ giá một xíu, thay vì hai ngón thành 30 thì nó hơi mắc, mình ăn 25 thôi. Nếu mà nó sửa ba ngón á thì mình cũng bớt một xíu, mình ăn khoảng 30 thôi. Đó, 4 ngón là 35, đứa nào gãy 5 ngón thì kêu làm luôn 40 bộ mới. Nó gọn đúng không? Mà thường thường khách nó gãy ngón nghe, là nó gãy một ngón, rồi cái ngón bên kia nó nứt nẻ hay là nó hở mẻ, nó cũng si que à. Bởi trên lúc nào mình vô mình sửa ngón là mình cũng dòm ngón bên kia. Là bây giờ tôi nghĩ, bây giờ bà con nghĩ đi, khách nó vô nó sửa ngón nghe. Tình trạng sửa ngón thì bây giờ sửa ngón ở đây là một ngón, là mình hồi xưa là mình nói rồi, ngón này tao ăn là 15 đồng sửa ngón nghe mày. Mà nếu mà cái ngón mày bị si que ra, tao sửa thêm mà thêm 5 đồng nữa đi, tao sửa cho nó si que ra là thành hai ngón là 20. Mà giờ nếu mà tay của mày hai ngón này đổi nước sơn, sơn này nó mới tanh, mà bây giờ 8 ngón kia sơn nó cũ rồi, nhìn xấu quá à, thôi giờ tao khuyến khích mày đổi nước sơn luôn, thêm 20, vậy nghĩa là thành 40 là bình thường. Nếu mà làm 40 rồi đó thì mình cảm thấy là công sức của mình á là nó đáng. Đúng không? Công sức mình nó đáng là bởi vì nào là mình đeo mặt nạ, rồi mình còn phải xài giết vi khuẩn, rồi cùng xịt alcohol tùm lum tà la. Nó đáng giá công sức của mình. Bởi cho nên là chúng ta nên tăng giá lên. Mà nếu mà tiệm nào mà tăng giá lên cái sửa ngón được, đổi sơn được, thì mấy cái service kia mình cũng tăng giá thêm luôn. Như làm chân, làm tay, combo tăng lên, làm ống giả tăng lên, cái gì cũng tăng lên, ráng lên xíu là để cho mình làm cho nó ra tiền. Chứ bây giờ chủ thì mua supply, rồi tôi biết là bây giờ là sẽ có một số tiệm là thợ cũng phải mua supply luôn. Đó, mà khi mà thợ mà mua supply luôn thì ví dụ như người ta mua bao tay này, người ta có thể mua mặt nạ thêm nè, chứ chủ nào mà bao hết dữ vậy, đúng không? Thì nếu mà mình ai cũng mua supply hết, mình cũng mua supply rồi chết thì ai cũng sợ chết hết, khách nó sợ chết, thằng chủ cũng sợ chết, mà mình là thợ mình cũng sợ chết. Bởi cho nên á, mình ăn wayfair ở nhà thì sướng, nếu mình muốn làm nail là mình phải làm ngon hơn cái số tiền wayfair, đúng không? Bởi cho nên mình phải làm giá cao lên xí, đừng có làm giá rẻ nữa. Tôi thấy khuyến khích nên làm giá cao lên một tí. Còn nếu mà khách nào mà nắng vốn á, lý do tại sao mà mình lên giá cao thì mình nói thừa con virus thôi. Mày coi virus đó, mày thấy virus từ khi mà virus ở trên trời nó đẻ ra rồi, nó cắn tùm lum biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu là tiệm dẹp tiệm nè. Rồi mày coi nè, giỏ hiệu, giỏ sách giữ gì rồi, nó đâu có bán gì đâu, nó cũng lên giá. Vé máy bay nó đâu có bay, nó cũng lên giá. Khách sạn đâu có ai ở thì nó cũng lên giá. Thì giờ nail tao cũng lên giá luôn, là bởi vì tao còn phải mua nào là bao tay, rồi bịt mặt, bịt đồ tùm lum tà la nữa chứ mày, đúng không? Đó là chưa kể cái vụ này nữa nghe. Đó là chưa kể là mình còn xài cái bảng ở trên cái bàn, mình tốn thời giờ để giải thích cho khách nữa. Bây giờ ví dụ như bà con nghĩ cái khách đó hồi nào giờ nó quen là trên cái bàn nó không có cái bảng, bây giờ nó chui đầu vô nó, ủa thì sao cái bảng gì mà để trên bàn vui viên rồi tôi bay. Rồi giờ mình trả lời làm sao? Đó, rồi bây giờ mình nói chuyện rồi mình cũng có cản trở, tại vì mình đeo mặt nạ, rồi mình đeo cái face shield, rồi nó qua thêm lớp make up, rồi con khách nó còn đeo bao mặt nạ nữa, rồi mình nói làm sao nghe, mình phải rộng lên, chứ nói nhẹ nhàng sao nghe được nữa. Mình phải nói cho thiệt là lớn, mình cũng tốn hơi tốn sức, cái tiền đó mình cũng phải tính vô nữa. Tính vô với người ta chứ trời ơi, làm nail mà giờ làm giá rẻ quá làm sao được, đúng không? Trời ơi, đã vậy bây giờ chưa kể là vấn đề mà mình làm nail mà mình hồi xưa mình làm cái kiểu 1099 đó, là mình ăn gian thuế đồ này nọ đó, nó ngon trớn. Bây giờ ai chịu làm 1099 ăn gian nữa đâu, tại vì cái vụ án virus này nó xảy ra ai cũng té ngửa ra là đi ăn tiền thất nghiệp rồi cho nó sướng. Nên bây giờ mình cũng muốn làm W2 thì mình phải đóng một khoản tiền thuế hàng tuần nữa, nó lại bóp bụng mình thêm tí nữa. Bởi cho nên mình phải làm giá nó phải tương xứng, nó phải cao. Đó, rồi chưa kể là các anh chị nào mà không biết tiếng Anh rồi mình phải đi học thêm tiếng Anh để nói chuyện với khách nữa. Là bởi vì hồi xưa khách nó vô nó ngồi xuống bàn là nó chỉ có muốn nói là màu xanh, màu đỏ, màu vàng, hay là muốn dài, muốn ngắn, đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ nó có cái kiến nó treo trước cửa như vậy nè, nội mà mình nói khách nó hiểu là nó cũng là một vấn đề đấy nha mọi người nghe. Tại vì á, tiếng Anh mình đã bập bẹ rồi, đó, mà mình đeo quá trời lớp mặt nạ, mình nói vô nó cũng không nghe. Ví dụ như bây giờ không lẽ nói cho hello, can you stick your finger in the hole so I can do your nail? Nói gì ai hiểu, đúng không? Thì giờ mình có cái bảng treo hơn trước tiệm, trước cửa rồi, thì trước cái chỗ cái bàn rồi, thì nó có cái lỗ gì nè, thì mình kêu yeah, stick your finger in the hole. You stick your finger in the hole, nếu không thì you stick your hand in the hole, thì mình mới có thể làm được. Trời ơi, mình nói kiểu vậy mà nếu mà mình nói mà mình nói không có ra hồn, mà khách nó giận đó. Mình phải nói cho đàng hoàng,
nói cho đàng hoàng chứ đâu có thể nào mà nói làm sao mà khách nó không có hiểu rồi nó dẫn ngược lại là chết luôn á mọi người. Bởi mình phải phí thêm thời giờ mình học Anh văn, rồi mình cũng phải làm trò này trò nọ, cho nên làm giá cao là đúng rồi. Thời bữa này làm giá cao, tôi nghĩ nếu mà tình trạng mà cái virus này mà nó còn đẻ ra ngoài mà nó nhốt mình dăm ba tháng thôi, nếu mà tiểu bang nào mà nó xui xui mà cho an toàn trên hết là còn tiếp tục nhốt đó. Mà chúng ta còn nhốt á, thì chúng ta càng nhốt là bắt đầu giá thành lên, hổng chừng lên tới 100 luôn tôi cũng được nữa, cũng chịu nữa. Để cho những người nào mà người ta có khả năng làm đẹp thì người ta mới đi làm nail. Là những người có khả năng làm đẹp là những người có tiền, những khách sang, người ta có tiền, người ta mới đi làm nail. Hoặc là cái dòng khách nào mà xấu, nó phải đi làm nail là bởi vì nó quá xấu. Mà nếu mà khách đó đã quá xấu rồi, nó phải đi làm nail thì giá nhiều nó cũng trả hết trơn á. Chứ tại vì nó biết nếu mà nó không làm nail nó bị xấu làm sao, đúng không? Nhiều con khách nó rất là xấu, nó xấu lắm. Giống như tôi nè, tóc tai tôi gì là tôi đã cảm thấy tôi rất là xấu rồi. Đó, tôi đang chờ để chính phủ mở cửa tôi đi hớt đầu tóc thôi. Tại giờ chính phủ nó mở cửa ra rồi, cái con nhỏ hớt tóc nó kêu tôi trả nhiều tôi cũng trả hết trơn. Tại tôi biết tôi đang xấu. Đó, bởi cho nên mấy con khách nó cũng vậy. Khách có hai loại khách. Một là mình target cái dòng khách xấu. Mà nếu mà các bạn làm dòng khách xấu thì các bạn phải phân tích được thị trường khu nào là khu khách xấu, và cái xấu của chúng ta đang tìm là xấu loại nào. Đó, chúng ta đừng có vô mấy cái xóm mà nó dữ dữ ương ương, mình mở nail mình thất bại, mở nail khó ăn lắm. Mình phải nên lựa khu, mình có thị trường, mình nhắm đàng hoàng, mình phải đi nghiên cứu khu đàng hoàng. Một là vô một cái khu thiệt sang, khách thiệt giàu, nó có nhiều tiền. Đó là nó làm 100 đồng bộ nail nó vẫn trả là bởi vì nó giàu. Còn hai là chúng ta phải vô cái khu nó thiệt là xấu, cái khu khách nó xấu. Thì mình đi điều tra khách xấu nó cũng không có khó đâu mọi người. Đâu có gì đâu khó. Bữa nào bà con muốn làm thử á, tôi chỉ cách rất là dễ ợt à. Bà con tẩy chơi một cái khu đó, đậu xe mình đâu đó đàng hoàng đi, rồi đứng ở cái cột đèn ở cái ngã tư ngã năm gì ở trong cái xóm đó đó, bà con thấy người nào đi bộ đi xe bus hay là chạy xe tẹt ngang ra, bà con đánh giá được liền là cái khu này là khu khách xấu hay là khu này là khu khách đẹp. Thường thường á, người ta nói giống như là cái gì ta, là gì ta, ăn ở theo chùm, thường thường vậy đó. Đại loại nó là vậy, nó ăn ở theo chùm, có nghĩa là mấy cái người mà khách xấu á, về nhan sắc nghe, tôi nói vấn đề tính tình, tôi nói là nhan sắc á, mà xấu nó ở trong một xóm xấu, nó xấu về kiều, nó xấu dữ lắm. Mà khi mà khách mà dòng khách xấu rồi đó là nó phải đi làm tay, nó phải đi làm đẹp. Tại nếu mà nó không làm đẹp á thì nó biết là nó sẽ bị xấu, cho nên nếu mà nó đi làm đẹp thì giá mình 100 đồng nó vẫn trả, là bởi vì nó phải trả 100 đồng để có một lý do cuối cùng là nó sẽ được đẹp hơn xíu. Đó, còn nếu mà nó không chịu trả 100 đồng thì nó vẫn xấu như hồi xưa, là nó không ai chịu được. Bởi vì sao? Là bởi vì cái bản thân của khách đó cũng giống như bản thân tôi đã tự nhận dạng ra được mình đã xấu rồi. Hằng ngày mình ngủ dậy mình đã coi gương, mình đã biết mình nhận dạng mình đã xấu. Ví dụ như tôi giờ tôi biết tôi đang xấu nè, thì tôi đâu có chờ một người nào đó tạt ngang nói cha hôm mình xấu quá. Đâu có chờ được, là mình phải tu bổ cái nhan sắc mình lên trước khi người ta nói mình xấu. Thì khách nó cũng vậy, nó đã biết nó xấu rồi, cho nên nó bằng mọi cách, nó kiếm 100 đô để nó vô tiệm làm nail, nó làm cho nó được đẹp ra. Chứ nó không thể nào mà đi lẩn quẩn với cái nhan sắc xấu đó, nó chờ người ta nói nó xấu, rồi nó mới làm, nó bị muộn màng. Đó, thì theo như tôi là tâm sinh lý học phân tích về các xóm làm nail, là tôi thấy quan sát vậy là được cái khu đó, mà vô cái khu dòng khách xấu đó rồi là mình lên giá 100 đồng nó cũng chịu nữa. Khách nó chịu bởi vì nó không có lựa chọn. Nó không có lựa chọn. Bây giờ nó muốn tới làm đẹp để mà nó chỉ có một cái làm nail hay là làm lông mày, làm lông mặt đồ này nọ cho nó đẹp ra, thì bây giờ nó không có lựa chọn, nó không có tiền, nó phải mượn bạn bè hay là mượn thẻ credit card nó quẹt đỡ đi để cho nó làm đẹp trước đi, rồi từ từ kiếm tiền trả sao. Chứ giờ xấu quá rồi sao chịu được nổi, không có được, không thể nào mà cái vấn đề mà xấu nha, một con người mình đã không chấp nhận mình được rồi mà bây giờ dòng họ bà con bạn bè, đó là chưa kể là trai gái ngoài đường thiên hạ, thì giờ mình lại càng bị xấu nữa. Bởi cho nên vấn đề xấu rất là quan trọng. Nếu mà các bạn mở trong cái tiệm mình nằm trong cái dòng khách mà toàn là xấu không là chắc chắn là sẽ được ăn. Đó, cho nên là mình phân tích ra vậy là mình sẽ mở tiệm nail ở hai khu mà thôi. Một là thật giàu và hai là thị trường theo khách xấu, thì mình vẫn được nâng giá
của cái tiệm nail của mình lên cao. Chứ mà làm chi mà giờ nó ít quá, làm giá rẻ quá làm sao được. Tôi không hiểu lý do tại sao mà cái nhiều tiệm nail nghe. Nhiều tiệm nail tôi thấy là tôi thấy thôi, ở trên internet này nhiều người mà mấy người ta chơi internet đó, người ta rộng lượng chứ không phải là nhiều chuyện. Mấy người đó là mấy người rộng lượng, đối với tôi thấy mấy người đó rất là rộng lượng, chia sẻ thông tin sớm khác cho tôi coi, tại tôi đâu rảnh đâu đi từng sớm đúng không. Chứ nhiều người ta chụp mấy cái hình mà tiệm nail mà tôi nói làm chân gì mà có 10 đồng bạc à, rồi vừa làm chân làm tay luôn có 15 đồng đó, thì người ta chụp mấy cái hình đó người ta lên trên Facebook, rồi tôi mới dò mấy cái đó, tôi mới hỏi, tôi quánh đồ quay. Trời, nhiều lúc mình cũng phải tự hỏi chứ, nói trời ơi, làm một cái chân có 10 đồng bạc sao sống. 10 đồng mà thiêu cái nhịp ăn chia 6-4 mà chia ra còn có 6 đồng người thợ, mà 6 đồng rồi mình tốn đôi bao tay, rồi bây giờ mình tốn cái mặt nạ mà mặt giả nó bao tay rất là mắc tiền nghe mọi người, rồi giờ mình mua luôn cả cái facial là thợ nail là chặn lại, rồi người nào kỹ á thì phải sức dầu gió xanh vô trong người. Mình sức dầu gió xanh nhiều để nhiều lúc vi khuẩn nó nhào vô người mình, nó cắn thì nó bị chết. Nó ăn vô cái dầu gió xanh nó chết. Đó, chẳng hạn vậy đi. Thì mình tốn một mớ tiền như vậy là ít nhất là cũng cả 1 đồng, 2 đồng rồi. Là tiền supply rồi. Mà mình làm cái chân có 10 đồng, chia ra 6 đồng, mất 5 đồng, 1 đồng tiền supply còn có 5 bạc. Sao sống? Mà bây giờ 5 đồng mà các bạn cho dù làm cái chân có 10 phút đi. 5 đồng, 10 phút là kiếm được 5 đồng. Thì trong vòng 60 phút, ha, là các bạn kiếm được nhiều tiền, nhân lên 6 đồng chỉ có 30 đồng mà. 30 đồng một tiếng đồng hồ. Mà nếu mà mình làm 30 đồng mà bây giờ thử nghĩ, mình virus tùm lum mình đâu có làm được 20-30 con khách một ngày đâu. Mình làm giỏi lắm chừng có 10 con khách chẳng hạn gì đây, hay 15 con khách đi, thì mình làm lên nó chỉ có nhiều 100 bạc hả, như là lúc đó là ngồi thở rồi. Bởi cho đừng có làm giá thấp quá. Làm thấp quá là chỗ nó chết người, làm giá thấp quá virus nó không cắn mình chết rồi, mình làm mệt mình cũng tự chết luôn rồi á. Mà nếu mà mình làm mệt rồi mình đeo quá trời khẩu thang thở không nổi là muốn chết luôn. Đúng không? Bởi cho nên ráng làm nail giá phải cao lên một xíu. Đó, rồi sau đó mình mới dư cái tiền đó, mình mới đi mua mặt nạ, mình đi mua thuốc xử khử trùng hay là xịt alcohol rồi này nọ thêm vô. Đó, chứ bây giờ supply nó đâu có bán rẻ nữa đâu. Supply giờ tôi thấy supply nào bán cũng mắc hết trơn, nó không có supply nào mà rẻ được nữa đâu. Nó không có on sale hại giá gì như xưa nó đâu, supply giờ mắc dữ lắm. Bởi cho nên đừng có làm giá rẻ, mình tăng giá là giá lên. Tôi suy nghĩ á, là nếu mà các anh chị nào mà may mắn biết nhiều anh văn làm trong tiệm thì khách nó hỏi tại sao lên giá thì mình còn có thể phân tích phân trần. Đó, còn những cái tiệm nail nào mà tôi thấy đại loại như là mình tiếng Anh tiếng ngu mình không biết mà mình bất công, mình rảnh rỗi mình đi giải thích chi với bất công vậy, mình cứ đổi mẹ tờ giấy lên trên bảng luôn. Because con virus 19 này nó đẻ ra cho nên tao mua nhiều supply nên tao tăng giá. Xin các khách hãy tôn trọng và yêu thương chúng tôi, vậy là bình thường đúng không? Bởi cho nên ráng lên giá nha mọi người nghe. Tôi thấy là tập này là tôi sẽ khuyến khích tất cả mọi người lên giá, còn nếu mà mọi người lên giá được rồi á mà thấy ok á, mét tôi xong rồi cái tôi lên giá tiệm tôi đó. Còn nếu mà tôi lên giá tiệm tôi mà được trong cái mùa này, sau khi mở cửa ra tôi lên ngược lên đây tôi mét lại mọi người là tất cả ổn thỏa, chúng ta cùng lên giá. Đó, tại tôi giờ tôi đang trong đầu óc của tôi đang suy nghĩ là tôi sẽ lên giá tiệm tôi rồi. Nhưng mà giờ ông thống đốc cũng chưa có cho mở cửa. Ông cho mở cửa sao biết đó, thật hư ra làm sao. Thì mình ngồi ở nhà mình bày mưu lập kế tới đó thôi. Đúng không, đợi khi nào mà ra thật hư gặp con khách rồi lúc đó tôi mới tính tới. Mà tôi nghĩ là nó sẽ ok. Đó, tôi nghĩ nó sẽ ok. Ok cả nhà, chào cả nhà. Bye.